chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị Và xin cảm ơn quý vị đã chọn kênh Cô Trinh để nghe truyện vào giờ phút này Tối nay tôi xin mời quý vị cùng đến với tập 4 của mùa truyện Xóm miễu bà của nhà văn Lê Nguyệt Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe Chương 14 Mái tóc bà Thiêu mọi chuyện dần lắng xuống Mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường Chính đã đạt được ước mơ vào đại học Trí còn của Thoại cũng giống anh mình Tốt nghiệp cấp 3 xong cũng đi học nghề Hy vọng sau này mở tiệm Xăm nhỏ miễu bà chỉ còn có Sương Đang theo học lớp 12 Nhung lớp 11 Tính Hiếu lớp 10 Lan hiền lớp 9 Mai đã nghỉ học Sự nghỉ học của Mai dễ dàng Vì nó không qua được kỳ thi chuyển sang cấp 3 Châu buồn nhưng Chung thì không Chung nói Mai đã cố gắng lắm rồi Nhưng đường này không được Thì đi đường khác Thiếu gì con đường đi đến thành công Đầu nhất thiết phải là học hành đủ đạt Trước mắt bây giờ Mai phụ mẹ bán thêm gì đó ở chợ Chợ lớn hơn chút rồi tính tiếp Vậy là Khả bỏ nhà đi được một năm Trong một năm đó Cô dậy ba lần Nhưng mỗi khi dậy Khả chỉ ở lại một ngày Cũng không gặp ai Kể cả bà nội Dù ở sát một bên Khả đưa tiền cho ba đủ chi xài Đến khi cô về tiếp Khả sắm quần áo mới cho ba và hai em Khi hai chiếc Honda ôm Một chở cô Một chở lương thực đưa cô vào nhà Lúc trời chặn dạng tối Khả mua đủ gạo ăn trong hai tháng Ngoài ra còn có đường Mắm, muối, bột ngọt và khô với mì tôm để công có thể no đủ mà không đi làm xấu ở nhà người khác. Ngày hôm sau, Khả ở lại chơi với ba và hai em Tối lại Cha con nói chuyện suốt đêm Khanh hỏi bây giờ cô làm gì Khả trả lời cô phụ bán Trong một shop thời trang ở thành phố Lương cơ bản cũng khá lắm Mà nếu bán được khá Thì có thưởng Khanh thấy Khả ăn mặc cũng bình thường Khả nói là vì về quê Chứ tại chỗ làm cô ăn mặc cũng thời trang lắm Vì công việc mà Khanh hài lòng khi nghĩ Khả biết Ăn theo thở ở theo thời anh tạm yên tâm về khả cuộc sống của ba cha con cũng được cải thiện rất nhiều. Dù Khanh không nói với ai về Khả, nhưng Công thì đã khoe, giáp xóm là chị nó về. Lúc này chị Khả của nó đẹp hết biết luôn, lần nào về cũng mua đồ mới cho ba và anh em nó. Chị nó còn mua gạo thóc mắm muối để nhóc nhà. Từ nay ba nó sẽ nấu cơm dư, nó không phải đói bụng nữa. Mà nếu như đói, nó cũng có mì gói để ăn. Khanh biết hết cũng không rầy la công. Cuộc sống vẫn trôi qua bình thường, nhưng trong nhà bà Thiêu lại không bình thường. Mấy đứa nhỏ lớn lên, đứa nào cũng bận rộn cho việc học, hoặc phải phụ cha mẹ, chuyện nhà cửa. Vì bà nội ít khi tỏ ra quan tâm âu yếm chúng, nên chúng cũng ít khi tới lui với bà. Ngay cả Hiền và Vinh, Dĩnh, tuy ở chung nhưng cũng hiếm khi ngồi nói chuyện vui vẻ với nội. Bà Thiêu nếu không ra chơi ngoài vợ chồng thoại, thì suốt ngày ngồi ôm cái tivi, xem tất cả các đài, chờ thoa cơm nước xong mời xuống ăn. Bà ăn một mình một mâm, ít nhiều gì cũng phải dọn riêng cho mình. Bà đinh nên rằng thoa có bổn phận phải phục vụ cho bà ba bữa cơm ngon lành vì tiền chợ tháng nào thoại cũng phụ lo cho mẹ. Thoa hiền lành, bà nói gì cô không bao giờ cử cãi, chẳng phải như chung, có gì ngon, chung cũng sai con bưng qua cho bà, nhưng hãy nói gì không vừa ý là cô đóp lại chẳng kiên cử mẹ chồng gì hết. Cho nên bà cũng chẳng muốn gặp mặt chung làm gì. Bà cũng không lui tới nhà Khanh và Châu dù cách có mấy chục bước chân. Họ là con, muốn thăm mẹ thì qua, chứ sao bà phải qua thăm họ. Nhà của Khanh trong quơ, trong quát, chẳng có món gì có giá trị trong nhà. Thằng công thì khù khờ, thân hình đồ sổ mà tối ngày chỉ biết ăn không biết làm gì. Thằng Tráng làm lì ngoài giờ học Chẳng hề ra khỏi nhà Con Khả về mua đủ thứ đồ Cho ba và em đó Cũng chớ hề chạy lên kiếm bà nội Hay mua cho bà miếng bánh gói trà Đừng nói chi là cho tiền Cái thứ cháu vô nghị Như vậy bà cũng không cần Đám con của Châu thì như chẳng tin gấu ngựa Suốt ngày nghe chúng la lối ỏm tỏm Phát bực mình Bà đứa con của Tuấn thì đỡ hơn Chúng ở nhà sau không léo hắn tới nhà trên của bà. Nhà bà Thiêu thuộc dạng nhà xưa, mái lợp ngói, chung quanh dựng bằng giang bổ kho đen bóng, bàn ghế, dán gỗ, một màu đen của loại gỗ quý. Phòng khách đặt bộ trường kỷ được lao chùi bóng mỏng, cái bình cổ bằng loại men quý hiếm, chân hoa to đùng để trống quanh năm, đồ đạc của bà từ những thức liễn treo bàn thờ ông đến những hoành phi câu đối mà cả làng này chưa ai có. Nếu chịu bán, bà cũng thu về được dàn cây. Phía trước nhà là những chậu kiển lâu đời, từ hồi ông còn rất trẻ đã mua về, sau này đám con bà chăm sóc. Bà đã bán mấy gốc thiên tuế để chi xài lúc bốn đứa con còn nhỏ. Lúc thất thế, bà cũng đã định bán mấy lần, nhưng đồ cổ trong nhà không tìm được người mua và nhất là vì sĩ diện nên mới giữ lại được tới giờ. Bà Thiêu sống ung dung như vậy, không có gì vui, cũng chẳng có chi buồn. Xóm chỉ có hai bà già, bà và bà Điệp, nhưng cũng không hề gặp nhau. Trong mắt bà, bà Điệp thuộc hẳn tầm thường. Nếu không có con dâu từ trên trời rơi xuống cho bà nương tựa, thì ba bà cháu chắc đã chết đói rồi không chừng, chứ trong đợi gì nồi chè của bà ta. Bà Thiêu có mái tóc rất đẹp, và là niềm tự hào của bà thời con gái. Mái tóc với những cọng tóc to, bà rất tương tiêu, gọi là tóc mây, dài và ống mượt. Hồi còn địa dị, bà hay bắt người làm chải tóc cho mình, bà chăm chút từng ly từng tí. Đến bây giờ, thời gian chiếm nhiều nhất trong ngày của bà là chải tóc. Mỗi khi gội đầu hoặc đi đám tiệc là bà ngồi ngắm nghía cả giờ đồng hồ, bộ tóc của mình. Thầm tiếc, ngày xưa nó đen cuộn mượt, mà ôm lấy khuôn mặt xinh xắn thì nay đã bạc phơ bọc quanh khuôn mặt già nua có nhiều nếp nhăn nhưng sợi tóc vẫn to dù bạc nhưng vẫn mượt mà bà thấy hình như các cháu gái của mình chỉ có khả là hơi giống bà nhưng lại lợn cận quăng so với bà sao được một buổi sáng thức dậy là một buổi sáng kinh hoàng nhất trong cuộc đời của người đàn bà mặc dù sống trong hoàn cảnh nào cũng luôn tự cho mình là giới thượng lưu. Bà Thiêu rồi kiến chảy đầu, bực bội khi lượt không chảy được xuống mái tóc dài. Vì cớ gì mà tóc rối như vậy chứ, bà chỉ chảy được phần trên đầu. Qua tới dài là chảy cách gì lượt cũng không chịu xuống. Cả phía dưới rối nùi, bà kêu Thoa thật lớn, Thoa đang nấu cơm, lật đật chạy lên. Thấy vậy cô cầm lượt nhẹ nhàng chạy tóc cho mẹ chồng, nhưng Thoa cũng như bà, chỉ chảy được tới vai rồi lượt mắt kẹt lại thoa dùng tay để gỡ nhưng không ăn thua thoa dội giả kêu tuấn tuấn cũng lấy làm lạ anh tội nghiệp mẹ bèn đề nghị ba lớn tuổi rồi để tóc dài mỗi ngày phải chảy cực quá hay cắt ngắn cho gọn bậy bạ mày đàn bà có cái búi tóc cắt lên ai coi cho chứ giờ rối nùi thì làm sao rối tới đầu gỡ tới đó đối cùng mà không gỡ được mới cắt Thật sự không có cách nào gỡ cho xuông được Vậy là Châu lấy kéo Định hớt mái tóc cho mẹ mình Nhưng thật kinh hoàng Anh chỉ cắt đứt chừng vài chục cọng tóc Thì máu trong những cọng tóc đó tràn ra Bà Thiêu cảm thấy đau đớn Như bị cứa vào da thịt Bà nhăn gió giật kéo từ tay Châu Máu vẫn tuôn ra Ứa cả dây áo bà Châu và Thoa đứng như trời trồng Không biết chuyện gì đã xảy ra Bà Thiêu mặt mày tái mét, bần thần một hồi mới định thần lại bà ta la lên thẳng thốt chẳng lẽ bị đanh sao bà buông tay rơi bịch xuống ghế chiếc lược lăn lông lóc ra sàn tâm trí hoảng loạn như một người điên bà đưa mắt thất thần nhìn tuấn miệng lắp bắp chẳng lẽ bị đanh tại sao lại bị đanh tuấn cũng kinh hãi như mẹ anh biết tóc đanh là tóc gì là phía dưới không chảy xuông được càng ngày càng rối lại và dính lại một chùm không cách gì gỡ ra. Tóc đã đanh rồi thì không thể cắt ngắn để bó chùm rồi lấy ra được mà phải đeo mang cả đời. Ngoài chợ cảnh lò rèn trước đây cũng có người bị đanh nhưng 5 năm sau được rụng và yên vui sống cho đến 90 tuổi mới mất. Trường hợp bà lò rèn rất hiếm hoi, người ta nói do bà luôn vui vẻ lạc quan và tốt bụng nên trời chỉ đầy thời gian gắn thôi. Còn má anh vì lẽ gì mà phải bị đanh chứ? Bà Thiêu khóc rống lên, giận dữ tuôn hết những thứ trên bàn xuống, thề thế. Khốn nạn, tao làm lỗi gì mà trời phạt như vậy chứ? Cứ cắt đi, cắt hết hay cạo trọc cũng được, rồi nó sẽ mọc ra cái khác, chứ không thể nào đanh được đâu. Dựng máu chạy quá mà má. Vậy cạo trọc luôn đi, lấy, lấy cây lưỡi lam nhanh lên. Thoa riu riếu chạy đi lấy lưỡi lam đưa Tuấn, cầm lưỡi lam trên tay, Tuấn ngần ngại. Không được má ơi, để con gọi mấy anh về rồi tính mày định làm um lên cho mấy con dâu nó cười chê tao hả làm nhanh lên có chết tao chịu Tuân đưa mắt nhìn thoa hiểu ý thoa quay lưng định bỏ ra ngoài thì bà thiêu gọi giật lại mày đi đâu đó con kia đi báo tuổi nó hay hả rồi đám con nít bu lại đi đồn giáp xóm mới vừa bụng mày hay sao Tuân đặt lưỡi lam trên bàn xua tay má không cho gọi mấy anh thì con cũng không dám làm càng lỡ có chuyện gì mấy anh đổ thừa chết con luôn có gì tao chịu mà sao má kỳ vậy má có bốn đứa con xảy ra chuyện gì bốn đứa phải gom lại bàn bạc đây là tai họa chứ má muốn vậy sao mày sợ chứ gì sợ thì đưa tao bà thiêu chòm lấy cái lưỡi lam ngắm nghía một chút rồi buông xuống cúi nhặt cây kéo lên nhanh như chớp bà chộp lấy cả búi tóc và dùng kéo cắt văng một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngoài sức tưởng tượng của ba người. Máu trong những cọng tóc vốn ra, chảy thành dòng ướt cả lưng áo của bà Thiêu. Mặt mày tái xanh, bà Thiêu từ từ ngã quỵ trong tiếng kêu má, má, thất thành của anh Tuấn. Khanh và Châu bên nhà chạy qua. Đứng trước cảnh tượng này, cả hai ngơ ngác chẳng biết chuyện gì. Tuấn cũng hồn phi phách lạc, ú ớ không nói nên lời. Nhìn thân thể mẹ mình, nhóm đầy máu Khanh rít lên, Vợ chồng mày đã làm gì má vậy? Châu run rẩy kể lại toàn bộ sự việc. Chính tai nghe mắt thấy. Khanh và Châu quảng kinh. Khanh đớ lưỡi nói lắp bắp. Đưa má đi bệnh viện liền để máu chảy một hồi chết luôn. Thoa đang dựa lưng vào cột. Nghe Khanh nói vậy liền chen vào. Nhưng má không muốn trai biết chuyện này hết. Khanh nạt. Giờ phút này còn sĩ diện gì nữa. Qua giờ anh bằng lấy xe chở đi liền. Châu ngẩn người một chút rồi ý kiến. Hay qua dạ tao lấy chiếc xe đẩy Ba anh em mình đưa má đi Nhờ người ta cũng phiền Mà máu chảy dậy Sao ôm má ngồi trên Honda được Dừng đẩy thì thời gian cấp cứu sẽ chậm lại Nguy hiểm hơn Ba anh em đang bàn tính Thì bà Thiêu mở mắt ra Trong đôi mắt còn lộ nét kinh hoàng Khanh mừng rỡ Và ba người bỗng nhìn thấy máu Không chảy từ tóc của bà ra nữa Mà động từng cục nhỏ Ở cuối mỗi cọng tóc Dính khắc vào nhau tạo thành một cục cứng ngắt ở đuôi tóc. Bà Thiêu hoàn toàn tỉnh táo, phán hai câu. Tao chưa chết được đâu, không cần phải đưa đi bệnh viện. Mọi người thở phào, tuân dục vợ giàu, lấy áo khoác cho mẹ thay. Anh dội dã nhúng khăn nóng để lau mình mẩy cho mẹ. Cả ba anh em xúm nhau lau rửa cho mẹ mình. Một mùi thanh tưởi xong vào mũi, nhưng ai cũng gắng chịu, không dám kêu ca, sợ mẹ tuổi thân thay quần áo xong bà thiêu cũng chưa dám gội đầu mái tóc đẹp ngày nào giờ đã bị thương nặng nề nhức buốt vuốt cũng nghe đau ê ẩm bà thật không thể hiểu nổi vì sao đến đổi này bà biết chắc một điều là mình đã bị đan tóc rồi đan có nghĩa là từ nay đến chết bà sẽ mang theo cái búi tóc này ngày một giày cộm đang chặt lấy nhau không có cách nào gỡ cho xuông được mà cũng không thể hủy nó đi bà buồn quá nước mắt chảy không ngớt cứ hỏi lương tâm mình đã làm gì thất đức mà bị trời đầy như vậy qua cơn khủng hoảng bà nghiêm túc nói với những đứa con tai họa này không hiểu từ đâu mà tới nhưng nếu các con thương má thì không cho người ngoài biết miệng đời kinh khủng lắm nói với vợ các con là cũng không nên cho đám con của con biết luôn từ nay má sẽ luôn đổi khăn và chẳng đi đâu ra khỏi nhà nữa càng ít người biết, càng ít lời dị nghị. Con cái các con cũng không bị người ta coi thường. Nhớ lời má dặn đó, bên xuôi gia thì tuyệt đối giữ kín nghe chưa? Thoan ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng an ủi. Là tai họa giáng xuống thôi, đâu phải cứ là do lỗi ở mình đâu má. Má cứ bình thường vui vẻ, mặc cho người ta nói gì thì nói, miễn mình không cảm thấy lương tâm cắn rất là được. Má vẫn còn tụi con và các cháu của má mà tưởng rằng bà Thiêu sẽ cảm động vì những lời của con dâu. Ngờ đâu bà quát mắt, hằng học nhìn Thoa. Tai họa trời giáng xuống hả? Mày câm cái miệng mày lại đi à? Nhà này anh chị em đông, đứa một câu cũng đủ chết tao rồi. Má à, con sẽ không nói gì với anh chị em của con đâu. Tin mày được hả? Tao bị dày, mày là đứa mượn giấc. Thoa bất nhận đứng lên. Má lúc nào cũng nghĩ xấu cho con, nay có mặt hai anh ở đây Con mới biết là má chưa từng thương con bao giờ Châu dỗ về thoa Má buồn quá Nên có những lời lẽ làm thím không vui Thương má Thương chồng thím Cũng đừng quan tâm những lời dớ giận nữa nghe thím Dù sao Má vẫn còn cần thím nhiều hơn hết các con dâu Anh em tụi tôi nhìn thấy hết Thím yên tâm nghe Thoa quay sang nhìn Tuấn một cái Rồi cúi đầu không nói gì trong ánh mắt của Tuấn, Thoa hiểu anh rất cảm thông cho cô. Có chồng luôn thấu hiểu mình trong mọi hoàn cảnh, đối với cô là quá đủ rồi. Mẹ chồng à, không là cây đinh gì với cô cả. Những ngày sau đó, phần đuôi tóc bà Thiêu bắt đầu dính kháng lại, tạo thành một cục có khả năng ngày một lớn. Bà không dám nhìn mình trong gương nữa, làm lì trong nhà không bước ra khỏi cửa. Vợ chồng Thoại nghe tin báo từ chung, vội giả vào thăm mẹ, thì bà khóc hòa trong vòng tay của người con trưởng. Chương 15 Ngôi nhà có ma Từ đó bà Tiêu không xuống nhà dưới nữa. Cơm nước Thoa phải bưng lên nhà trên cho bà. Thoại giàu làm cho bà nhà vệ sinh trong phòng ngủ. Bà ăn uống sinh hoạt cá nhân đều ở nhà trên và cắm tiệc đứa cháu nào lai giảng chung quanh. Trừ hiền phải bưng cơm lên xuống nếu mẹ nó có bận Bà ngồi trong phòng nhìn ra đến khi nào hiền khuất sau cánh cửa Mới trủng đỉnh tiếng lại mâm cơm Bà ăn rất dữ Thoa đơm lên bao nhiêu cũng hết sạch Hiền nói với mẹ nó Bà đòi ấm nhách mà ăn kinh quá Chung thì nói với Thoa Má ba mạnh sơn sẩn Mắc gì với hộ cơm hộ nước ngày ba bữa chứ Sao không xuống cùng ăn với cả nhà Coi bộ vui hơn không Thoa điềm đạm trả lời Chị không biết đó thôi Ngày trước cũng phải dọn riêng cho má ăn một mâm Chung trề môi Bả ngon ra chị hai mà làm giọng mẹ Ở ngoài đó cũng phải nấu cơm cho anh chị ăn Về đây bày đặt mẹ chồng con dâu với thím Bà bốn bước tới bàn cơm Mà cũng đầy người ta bưng tới họng Má chồng thì má chồng chưa thấy ghét cũng mắc nói à Phải chi á Bà bệnh hoạn Đi đứng bớt tiện không nói làm chi Đàn này mảnh cùi cùi Ăn như quỷ mà đầy đọa con người ta như vậy Thím hay quá thím nhịn được chứ vô tay tôi hả dù tôi có thương chồng cách mấy cũng phải nói tạng mặt cho bả biết cha má tôi ở nhà tôi còn không hầu hạ chu đáo huống chi bả bà. bà phải đâu bà thương thím như con gái hả mở ra là mắng chửi thím nhịn được tôi không nhịn được em cũng quen rồi mười mấy năm rồi chị thì bởi vậy tôi mới nể thím chung nói lớn và bà thiêu nghe hết nhưng không dám phản ứng gì bà sợ phải đôi co với miệng mồm của chung chưa từng biết nhường nhịn ai chung vốn không ghét vì mẹ chồng dù thương thì cô không hề thương nhưng những chuyện bà làm cô thấy hàng ngày nên trong lòng bớt nhẫn dùm thoa nhà phía trên cửa đóng then cài không bao giờ mở thậm chí cô muốn thấy mặt bà cũng không được chỉ có bốn đứa con trai và mẹ con thoa hiện là gặp được bà thôi trong phòng bà không thắp đèn sáng choang mà chỉ có duy nhất một bóng đèn ngủ ban ngày tắt ban đêm mới mở lên bà cũng dị thường hơn người ta ban đêm dù trời có trăng hay không bà cũng mặc bộ đồ trắng tinh bắt chiếc ghế đai ra ngồi bên những chậu kiển ai thoạt trông thấy cũng kinh hồn lạc phách dị giống y chang một bóng ma những đứa con của chung sợ khiếp chung cũng sẽ mặc kệ bà ta nếu như không xảy ra chuyện ngày hôm đó thằng lộc con trai duy nhất của chung vợ chồng cô cưng như trứng mỏng. Buổi trưa hôm đó, nó bưng tô cơm sang nhà cùng ăn với Vĩnh. Hai đứa ngồi ngay bực thềm cạnh hông nhà trên, lộc vô tư hỏi Vĩnh. Bà nội đi đâu mất tiêu lâu quá, không về vậy Vĩnh hen. Dĩnh lớn hơn Lộc cả năm tuổi, dội đưa tay lên môi, ra dấu kêu Lộc đừng hỏi nữa. Lộc vô tư. Bà nội chết rồi hả? Sao bà không mở cửa cho sáng? Nói bậy. Tại hỏi vậy thôi, Chứ người ta đồn nhóc luôn Bà nội chết rồi Ban đêm hiện hồn về thăm mấy cây kiển Hồi đó ông nội trong Ai đồn gì thấy ghê vậy Bà Tám Dĩ á Hôm bữa bà nói với mẹ mình Bị mẹ mình chửi cho một chập luôn Nhưng mẹ mình cũng nói với mấy chị em mình Là từ nay đừng đi tìm bà nội nữa Chị Trúc hỏi bộ bà nội chết rồi hả Mẹ mình nói ừa Dĩnh cũng không biết nói sao với Lộc Lộc lại hỏi tiếp Dĩnh có thương bà nội không? Có nhớ bà nội không? Dĩnh trùng mình, môi chẩu ra lắc đầu, Lộc cũng đồng tình. Mình cũng không ưa bà nội, không khi nào bà nội ôm mình một cái, còn bà ngoại hung mình hoài, bà nội chết cũng được. Ở trong nhà mỗi lần tới chơi, bà gườm gườm mắt ớn. Nghe tiếng động sau lưng, Dĩnh quay lại và hết hồn khi thấy bà nội quát mắt nhìn anh em nó. Dĩnh hít cùi chỏ vào dai lọc ý muốn nhắc nhở nó im, nhưng Lộc chỉ mới mấy tuổi thôi mà, đâu biết phán đoán gì. Thấy bà bất ngờ sừng sững đứng trước mặt anh em nó, thì nó là toán lên. Ý, bà nội hiện hôn với kia. Bà Thiêu miếm môi giận rung, một tay đang cầm bình trà, tay kia cầm ly, bà phang bình trà vô đầu Lộc, còn cái ly vào mình dĩnh. Thằng nhỏ không biết tránh, nên nguyên bình trà nước còn nóng hổi, dính ngay trán, máu vọt ra. Nó khóc ầm lên, mang đầu máu chạy về nhà, bỏ lại tô cơm ăn còn gian dở. Thoa nghe Lộc khóc thì chạy lên, chứng kiến thằng bé máu me, lê lết trên đầu, còn bà mẹ chồng ung dung đứng nhìn. Cô ngó qua dĩnh, nó không sao vì cái ly chỉ vô bụng thôi. Thoa biết sắp có một cuộc chiến dữ dội xảy ra với chung và mẹ chồng. Cô thu gọn những mảnh bể, rồi nhẹ nhàng nói với bà. Nó còn nít mới mấy tuổi, Má làm vậy lớn chuyện với chị Thư chứ không phải chơi Tao thách nó dạy con kiểu gì mà vô phép hỗn hào Bà chưa dứt câu Thì chung đã sòng sọc, sọc tiếng vào Theo sau cô là đủ năm đứa con Chung lớn giọng Tôi dạy con kiểu gì Cũng không mắc mớ tới má Má có coi tụi nó là cháu nội hay không Mà bày đặt bắt lỗi bắt phải Tôi hỏi má Con đích tội tình gì mà không dạy biểu nó Đến nỗi phải phan cho nó sức đầu mẻ tráng như vậy chứ Có ai làm bà người ta đối xử với cháu mình như vậy không? Đi về, ai cho phép mày lớn hỏng ở đây? Má tức cười, vô cớ đánh con tôi bị thương mà không cho tôi biết nguyên nhân, chuyện gì má cũng rầy ép tôi, tôi cũng cho qua. Nhưng má đối xử với con tôi như vậy, tôi không có nhịn được. Rồi mày làm gì tao? Làm gì má hả? Mai, con chở em lên trạm xá băng bó lại cho nó. Ai hỏi sao bị vậy, con nói tóc bà nội bị đanh, em con sợ nên bà ghét vang bình trà lên đầu nói y chang sự thật như vậy đi khốn nạn mày biêu riếu tao à tôi dạy con nói sự thật thôi không đúng sao mà muốn tốt cho má mà má không nghĩ đến ai thì mắc gì tôi phải nghĩ cho má chứ để coi anh châu về anh sử dụng này ra sao đi đi hết đi đứa nào muốn nói gì thì nói tao chấp hết tao không cần quân nào cả đó thím nghe cho thím năm tôi nói công thím cũng sẽ là công cốc thôi mà tôi cảnh báo má ngang tự rày về sau má không được đụng đến đứa con nào của tôi hết không á là tôi không để yên cho má đâu nói xong chung hùng hổ dẫn con ra về thoại khanh châu tuấn nghe chuyện nhưng ai cũng giờ như không biết họ thương bà vì bà là mẹ của mình nhưng hành vi của bà càng ngày càng kỳ lạ bà không hề biết thương lấy một ai từ ngày đó không đứa cháu nào bén mãn tới gần bà ngay cả hiện nó cũng tránh né đưa cơm chỉ có thoa và tuấn mà Thoa thì buộc phải lên ngày mấy lần để bưng cơm lên, bưng xuống, chăm nước pha trà. Dù Thoại có mua cho bà ấm siêu tóc nấu nước bằng điện, Thoa phải quét dọn lau chùi nhà trên và đem quần áo dơ của bà ra giặt. Bà không cho Thoa bước vào phòng ngủ. Càng khỏe, Thoa nghỉ dậy Xui gia nghe bà bệnh tới thăm, bà từ chối không tiếp ai. Hàng xóm nghe đồn thổi đủ thứ. Tới cũng chẳng gặp, vì Thoa đã nói khéo mời về đám cúng của ông bà không cho mời khách và khi mở cửa lớn để cúng thì bà rút trong phòng không ra. Bà làm lũi như một bóng ma. Cục đanh của bà càng ngày càng lớn khiến đầu bà có khuynh hướng nghiêng sang một bên. Bà quạo quọ cao có với thoa kiếm đủ chuyện hành tỏi. Tuấn nóng ruột vợ nên anh năn nỉ cô cố nhịn vì mẹ chẳng còn bao lâu nữa. Bốn người con khuyên bà cứ bình thường, sinh hoạt vui chơi thoải mái như bà lò rèn rồi có ngày đanh sẽ rụng nhưng bà làm lì không trả lời bà ăn kinh khủng thoa nói với chung má ăn ghê quá chị em đem lên bao nhiêu cũng không đủ hết mà thấy má có mập ra chút nào đâu có đêm em nghe tiếng động ra rình coi thì thấy má dở nồi cơm bóc bằng tay ăn lia lịa bao nhiêu cơm dư đồ ăn dành lại mai má ăn hết sạch sợ anh Tuấn hỏng tin, em kêu ảnh cùng ra xem, anh chỉ biết lắc đầu thôi, ngộ thiệt chị ha. Chung ghét, cô phàn một câu, bà thành quỷ rồi, thiếp đang sống chung với quỷ đó, ăn giọng đó, có ngày ăn tới thím luôn. Thoa lè lưỡi cười, khi mỗi lần nghe Chung nói về mẹ chồng, còn Chung hãy nhìn thấy vết thẹo trên trán con trai cưng là sùng sụp nổi căm giận Trước đây thỉnh thoảng cô có món gì ngon cũng bưng qua, bây giờ cô coi như bà đã chết rồi. Bốn đứa con trai gom lại nhà, cùng ngồi xuống bộ trường kỹ, họ thương xót cho mẹ mình nhưng cũng không tán đồng lối sống của bà. Thoại lớn nhất, anh dịu dàng nói với mẹ. Má à, trên đời này đâu ít người bị đanh đâu má. Chẳng qua là năm xuôi tháng rủi, hạng giận không tốt nên mới dướng vào. Trời bắt sao chịu vậy? mà cứ sống vui vẻ cho hết những tháng ngày còn lại. Biết đâu tâm trạng thoải mái, bùi đành sẽ tự rụng như bà lò rèn vậy. Anh em còn thấy má bó mình, trong nửa căn nhà, không hề biết thế giới bên ngoài mà xót xa lắm. Sống như vậy thì có gì vui đâu má. Thời gian lặng lẽ trôi, rồi thì sẽ hết đời của má. Chi bằng bây giờ, má cứ buông bỏ tất cả. Anh em tuổi con sẽ không để má thiếu thốn. Ngày ngày má chơi với các cháu nội, lắng nghe tụi nó bi bô kể chuyện thế giới bên ngoài cho má nghe. Má sẽ cảm thấy thú vị hơn, đời có ý nghĩa hơn. Chứ má cứ làm lũi khó khăn, không cho ai tới gần như vậy. Làm sao được má? Chứ bậy, thấy có đứa cháu nào ưa tao đâu. Là tụi nó sợ má, chứ bà nội mà, sao không ưa được? Má thử sống như dì điệp đi, dì chan quà với con cháu, xóm diện ai ai cũng quý trọng. Bà Thiêu bực tức cắt ngang lời thoại tao đang suy nghĩ mày nhắc tới con mẹ để làm tao ghét hạng đó mà so sánh với tao sao má lại dậy nữa rồi vì điệp khác má mà thôi con không nhắc tới gì điệp nữa con chỉ mong má vui vẻ bên cạnh con cháu ở tuổi về già má cứ giữ thái độ này hoài chẳng đứa nào dám đến gần má hết ấn tượng về bà nội của chúng sẽ rất xấu má thương tụi con thì má cũng nên thương con của tụi con chứ má bà thiêu im lặng nét mặt còn lộ vẻ giận dữ. Thoại thấy những lời anh nói không thấm vào đâu, nên lặng lẽ kéo các em ra về. Và những ngày sau đó, mỗi đêm bà đều xuống lục cơm, khua cổng cản dưới bếp, ban đầu thoa thức dậy xem riết, rồi cô mặc kệ. Có một đêm hiền giật mình thức giấc, thoáng thấy bóng áo trăng lấp ló, nó hét lên. Ma, ma, nhà có ma mẹ ơi. Tuấn chọn dậy bịt miệng hiền, kéo về phòng nói cho nó biết đó là bà nội. Bà nội đói bụng nên lò dò lục cơm ăn. Hiện hoàng hồn nhưng dinh dĩnh đều nghe thấy. Sáng lại, dĩnh chạy qua nói với Trúc êm mai. Nhà mình có ma chị Trúc ơi, đêm nào cũng hiện hồn về nhát hết á. Và chuyện nhà bà Thiêu có ma xuất hiện trong đêm được bà Tam Dĩ lan truyền đầu trên ngõ dưới. Nơi nào bà đã tới mua da chai thì nơi đó cũng đều biết. Nhưng chuyện qua miệng bà Tam Dĩ thì ly kỳ rùng rợn, chứ không còn đơn giản nữa. Nào là ma nữ xuất hiện nửa đêm lục cơm nguội, sáng lại nồi cơm của Thoa thiêu hết mà màu đỏ lòm. Nào là ma nữ tóc dài, thậm thược, núp trước phòng ngủ của vợ chồng Tuấn Thoa, không cho họ ôm lấy nhau. Bà Thiêu sách máu gà, tạc vô mình ma nữ, cũng không ăn thua. Thoa không hiểu sao bà ta lại nghĩ ra những câu chuyện như vậy để đơm đặt nhưng cô cũng không thèm đôi chối làm gì càng tốt như vậy người ta sẽ sợ và ít ai dám tới lui nhà cô vào ban đêm đỡ phải phòng ngừa trộm đạo căn nhà bà thiêu từ đó thành bất khả xâm phạm đối với những người lớn trẻ nhỏ trong xóm chính quyền ấp xã nghe tin đến tìm hiểu thì tuấn cười xòa nói cần nít nó nhắc ma giao vậy thôi chứ những thành viên trong nhà anh có ai nhìn thấy gì đâu bà thiêu nghe hết biết hết nhưng cũng không có phản ứng gì Và nhờ những dư luận khó nghe Từ bên ngoài Mà bên trong gia đình lớn của bà Thiêu Mới phát hiện ra những bí mật động trời Mà mắt thường không thể nhìn thấy được Chương 16 Đường đi của Mai Trăng Mai nghỉ học khi vừa tốt nghiệp cấp 2 Biết mình không thể giàu cấp 3 được Nên cô nói với ba mẹ Quyết định nghỉ học Châu động viên Mai nhưng chung thì đồng ý chung nói kết quả cuối cùng của việc học cũng chỉ là để kiếm tiền con gái thì cần chi học nhiều chỉ giỏi viết thư tình cho con trai thôi nằm đứa con bốn đứa con gái học tới cấp 2 cho biết chữ với người ta là được rồi sau đó vụ buôn bán với mẹ nuôi thằng cu lộc học tới nơi tới chốn được cái mấy chị của lộc cũng thương thằng em này nên đứa nào cũng vui vẻ khi nghe mẹ nói vậy thời gian đầu Mai ra chợ với mẹ, chuyện nhà cửa giao lại cho Lan quán xuyến. Mai ra đầu đường cái, đón những người nhà vườn, đem đồ đi chợ bán. Cô mua tất rồi mang ra chợ, ngồi kế bên mẹ bán kiếm lời. Được bao nhiêu giao cho mẹ hết. Mai rộng rãi, cô không cần lời nhiều, nên nhà vườn thích bán cho cô vì không bị ép giá. Khi thì dài trái bầu, bí, khi thì dài ký rau củ quả, cũng có khi là những trái đu đủ, mít, mận. Ai bán gì cô cũng mua, nên mặt hàng của chung ngày càng phong phú. Buổi chiều, Mai chạy xe đạp ruộng trong hẻm hóc của xóm kế bên, đến những nhà chuyên trồng đồ hàng bông, dặn mua đồ. Sáng sớm cô đến lấy cho mẹ đem ra chợ trước Rồi mới ra đường đón thêm Ngày nào chung cũng bán hết hàng Thấy vậy Mai càng hưng phấn Cô nói với mẹ sang hẳn một sạp ở chợ để không phải sợ quản lý chợ đuổi lên đuổi xuống vì bậy binh bố trận ngày một bành trướng ở chỗ mẹ ngồi. Có khi hàng nhiều, mai bậy lớn sang người bên cạnh và lập tức bị phản ứng, chung năng nỉ người ta vì cũng có tình bạn chợ từ lâu nên mọi chuyện cũng dễ dàng thương lượng. Chừng chung sang được sạp ở chợ rồi thì mai thỏa sức tung hoành. Đầu tiên, mai ra chợ đêm vì là chợ đêm Nhóm lúc 12 giờ khuya nên Mai phải thu gom rau củ quả vào buổi chiều Những thứ cô thu mua được đem bày bán với gia sĩ Mai đi một mình cho mẹ nghỉ ngơi để sáng còn ra chợ Buổi tối bán sĩ ở chợ đêm thật nhanh lẹ Còn bao nhiêu hàng cô để lại cho mẹ sáng cộng với hàng mới bán Khoảng 9 giờ Mai về nhà lăn ra ngủ Ba và các em cô cũng không dám làm ồn Ảnh hưởng đến giấc ngủ của Mai Mai có nhiều khách hàng ở các xã đến chợ đêm lấy đồ. Cô kêu mẹ đừng nấu mì khoai nữa mà hãy bán sống. Nấu dù có lời thêm chút đỉnh nhưng cực quá. Lỡ như bán không hết đêm về ăn thấy bà. Hồi đó nhà thiếu thốn và còn giỏ chỉ mong mẹ bán ấy đêm khoai mì chính về chị em chia nhau làm mừng hứng. Bây giờ làm có tiền, mai mua đồ ăn tươm tất cho cả nhà, mua bánh trái cho các em. Rồi Mai phát hiện ra mỗi đêm đều có chiếc xe tải đậu trong hiểm chợ để bỏ đồ hàng bông. Những người bán sĩ như cô cũng lại xe lấy. Chớp nhoáng đã hết sạch xe. Mai bần thần tính toán. Hàng của cô đắt là do tươi vì nhà giường vừa mới cắt giàu nhưng không được đẹp như hàng của xe tải lấy ở chợ đầu mối thành phố. Mà họ bán rẻ rề giá tiền mỗi ký chỉ bằng 2 phần 3 của cô thôi. Như vậy là không được. Nếu như cô bán bằng giá xe tải thì công lặn lội vào ngõ ngách tìm hàng là công cốc. Mai hỏi thăm người này người khác để biết thêm thông tin về nơi bán hàng rồi nói với mẹ cho cô đi thành phố một chuyến dọ giá ở chợ đầu mối. Chung là trời, nhỏ lớn chưa đi thành phố bao giờ mà dám giác mặt vô chợ đầu mối. Nơi đó người tứ xứ gom về mua mua bán bán ai cũng vì tranh giành mà hung hăng với nhau. Đứa con gái mới lớn chưa có kinh nghiệm đường đời như Mai, sao dám đặt chân vào những chỗ như vậy? Mai cười hề hề, mẹ lo gì, con gái của mẹ có hiền hậu gì đâu, với lại con chỉ đi mua thôi, chứ có bán buôn gì đâu mà tranh chấp. Chị Chung vẫn chưa yên tâm. Nhưng con biết chợ ở đâu không mà đi, nghe nói ở Sài Gòn cả chục chợ đầu mối. Hỏi xe đó mẹ, con nghe nói chợ đầu mối Thủ Đức là nhiều rau cải nhất, trái cây món gì cũng có hết đó, mà lại rẻ nữa rồi đi làm sao về làm sao con đi xe đò và ban đầu mua ít cũng về bằng xe đò từ từ nếu làm ăn được rồi tính tiếp con là con gái mẹ sợ mẹ sợ gì sợ con bị ăn hiếp hay sợ người ta dụ dỗ mẹ ơi con 21 tuổi rồi dặn ngắt rồi đầu cũng có sạn nhỏ thì mấy thứ đồ cứ khô vô keo không làm gì được con đâu chị chung nhìn con gái lắc đầu thương cảm tội nghiệp nếu con chịu khó học Thì bây giờ cũng sinh viên như Sương Như Hiếu rồi Mẹ buồn gì Mỗi người có một số phận Như con Nhung đó Đã đời rồi cũng rớt tốt nghiệp cấp 3 Sương và Hiếu đậu đại học là phải Không ai so bị với tuổi nó Nhưng mẹ thấy hôm Con ra trường sớm Kiếm tiền sớm hơn tuổi nó Chị Khả cũng vậy Bác ba và hai anh cũng nhờ chị Khả Trong khi chú Bằng và cô Tuyết Vẫn còn công lưng lo cho con đó Làng nó nghỉ học vì phải lo quán xuyến nhà cửa khi con đi lấy hàng rồi lan sẽ thế chỗ con đi gom ở trong xóm cúc thế chỗ lan còn con trúc nó học được bao nhiêu thì học ngán học thì ra chợ tiếp chợ mình cũng không có lớn lắm cạnh tranh với xe tải cũng đâu có bán hết con mẹ lo gì mình không chỉ bỏ mối cho chợ mình mà cũng phải bỏ cho các xã khác trăm người bán dạng người mua mà mẹ trong năm đứa con chị chung tin tưởng mai nhất nó đủ dữ để không bị ai hiếp đáp và nhất là nó xứng đáng làm chị hai của đàn em chuyện gì cũng hy sinh nhường nhịn em mình và bất kỳ ai đụng tới em đó thì cũng phải mệt mỏi với nó chung bậm gan cho mai đi thành phố để mở rộng nguồn hàng châu thấy mai linh hoạt cũng tin rằng nó sẽ không bị sa ngã giả lại, nhan sắc mai chỉ thuộc hàng trung bình, mà nó cũng chưa biết sửa soạn như bạn bè trang lứa, nên anh cũng chẳng ngăn cản con gái làm gì. Vậy là mai, một giờ khuya ra bến xe để đi Bình Dương, ngang chợ đầu mối thủ đức thì xuống, lúc đó mới 4 giờ sáng. Từ nhỏ tới lớn, chưa từng rời khỏi nhà đi đâu ra khỏi huyện thành phố. Nay một mình lên tới Sài Gòn, trên xe mai hồi hộp không ngủ được, nghe phụ xe la um là xe tới xa lộ đại hàng mai thấy lo lo hừng sáng rồi mà đèn điện sáng choang xe cộ dập dìu đủ các loại kèn bóp in ỏi không lúc nào ngưng nhà cửa san sát mà căn nào căn nấy cao ngút trời mai nhủ thầm trong bụng có khi nào sau này cô sẽ sở hữu một căn nhà ở thành phố rồi rước cả gia đình lên ở hay không chừng đó ôi những người đã từng chê nhà cô nghèo chê chị em cô hôn dữ sẽ lát mắt bà nội tha hồ ghét còn ông bà ngoại sẽ hãnh diện vì cô biết bao mai mỉm cười với suy nghĩ của mình chưa đủ ông nghè đã đe hàng tổng xe ngừng trước cổng chợ mai xuống xe tay lầm lầm giữ cứng cái túi đựng tiền mẹ cô dặn cũng phải cất bớt tiền ở đâu đó kín đáo người trường hợp bị móc túi không có tiền về xe nên cô đã cất trong áo ngực dài trăm ngàn Nhìn người mua kẻ bán ồn ào tấp nập Mai không biết bắt đầu từ đâu Cô cứ đi đại Từ chối những lời chèo kéo mời mua Thật quá sức tưởng tượng của một cô gái nhà quê như Mai Bước vào chợ là gặp ngay gian hàng trái cây Không có đổ đóng dở dưới cô Mà tất cả đều được đóng thùng Wow, như vậy thì bên trong tốt hay xấu Làm sao kiểm tra Có thể, ở đây họ buôn bán bằng uy tín tiếng sâu vào không cần sự chỉ dẫn của ai và cũng không ai để ý đến cô nếu như cô không tấp vào một quầy nào đó đi mỏi chân cuối cùng mai cũng tìm được khu bán đồ hàng bông tối mắt trước sự phong phú đa dạng của những quầy hàng có những món rau củ quả mà mai chưa từng thấy qua gọi là gì và cũng chẳng biết phải ăn nó như thế nào thôi cái khó sẽ ló cái khôn từ từ có kinh nghiệm hãy tính tiếp bây giờ cứ mua những món quen thuộc trước đã. Mai đi chậm chậm, nhìn vào những quầy hàng. Mỗi quầy đều có ít nhất ba người bán. Một người đứng tuốt phía trong, có lẽ là chủ quầy. Một người đứng ra giá cho khách hàng chọn món. Một người chịu trách nhiệm, vô túi xốp nếu ít, và đóng thùng, nếu nhiều. Xe đẩy hàng ra ngoài dùm khách là chiếc xe mà Mai chưa từng thấy bao giờ. Đó có hai cán dài để nắm kéo, chị có hai bánh nhỏ dưới miếng tôn để dễ kéo mà khi kéo lại dựng đứng chiếc xe lên loại xe này dùng di chuyển hàng trong chợ đông là hết ý nhiều người nắm tay mai kéo vô quầy hàng của mình cô nghe đi nghe lại câu chào mời quen thuộc mới mua lần đầu hả em ghé chỗ anh chị nè ở đây chị bán giá sĩ rẻ hơn những chỗ khác tự nhiên trong đầu mai nghĩ đây là nơi chợ trời, mua bán dành vật mối mang, vì miếng cơm manh áo và là dân khắp nơi đổ về nên họ không nhường nhịn nhau như ở nơi quê hương chồn nhau cắt rốn. Mua chỗ này lỡ như chỗ khác rẻ hơn, đẹp hơn cũng không dám mua. Chi bằng mình chọn quầy hàng nào mà chủ nhân mặt mày hiền lành, nếu có mắt hơn chút xíu cũng yên tâm. Em gái, chọn được gì chưa? Mai hết hồn vì cái dỗ dai của một thanh niên tiến tới từ sau lưng cô. Nhìn anh ta tỏ ra thân thiện mà Mai thấy sợ. Cô làm thinh lặng lẽ rời đi. Cô còn kịp nhìn thấy nụ cười nở trên môi của anh ta đầy dễ thông cảm. Tự nhiên không hiểu sao cô quay phát lại. Anh có sạp hả? Anh ta hơi ngạc nhiên rồi gật đầu. Ừ, phải. Sạp anh ở đâu? Ngay chỗ em gái đứng mai giật mình nhìn vào thấy một người đàn bà coi bộ chừng lớn tuổi hơn mẹ cô ở phía trong phía ngoài là cô gái chẳng biết em hay chị của anh ta mai chưa kịp hỏi gì thì hắn đã lên tiếng nói vừa đủ cho cô nghe thật ra anh không có quầy hàng đâu anh làm thuê cho bà chủ nhưng nếu em mua ở chỗ này anh sẽ nói rõ giá cả từng món để em không bị lầm anh là dân nhà quê mà cũng biết xi nhan với người nhà quê như mình chứ mà chưa biết xử lý tình huống ra sao Thì hắn lại nói tiếp Em cứ mạnh dạn đến mua đồ Đừng để họ biết em mua lần đầu Họ thổi giá lên trời Anh sẽ nói em là bà con dưới quê của anh Họ sẽ nhân nhượng hơn Ở chỗ này đừng nên tin ai Không tin cả anh luôn à Chứ sao Anh và em có quen biết gì nhau đâu mà tin Vậy anh nói những lời khi nãy để làm gì Thứ nhất Để có thêm một mối hàng cho chủ Thứ hai Để giúp một cô gái quê chân ướt chân ráo lần đầu đến thị thành, Sao anh biết lần đầu đến thị thành. <laughs> anh quan sát em nãy giờ, thấy em ngơ ngát nhìn chỗ này chỗ kia, bằng cặp mắt hiếu kỳ và lo ngại là biết chợ đầu mối đa số là bạn hàng quen không à em ơi? Có người lạ là bị phát hiện liền. Bài liếc qua anh ta, người con trai trước mắt cô có khuôn mặt vuông dứt sách vở nói là mặt chữ điền. Người có khuôn mặt chữ điền thường là bậc chính nhân quân tử. Nhưng đàn ông con trai chính chắn ai lại nói nhiều với người lạ như vậy. Mà dẫu sao mình cũng chân ước chân ráo bước vô ngành này. con người trực tiếp hướng dẫn cũng tốt chứ sao. Dù không nên hoàn toàn tin vào anh ta, nhưng điều gì hợp lý thì cũng nên xem xét lại. Ngạc, mới sáng ông lo phụ buôn bán, mở đó tán gái hả mày? Thì ra anh ta tên Ngạc. Ngạc quay mặt lại nhìn người vừa nói là bà chủ đứng trong quầy hàng, anh ta cười khì khì Thằng gái gì bà chủ ơi Nhỏ em của thằng bạn Muốn mua đồ hàng bông về quê bỏ mối Còn điểm chỉ cho nó lại quầy mình mua đó mà Thằng bạn nào nữa Biết là bạn con được rồi Bà chủ tra hỏi chi vậy Mà nó chịu mua chưa Chịu chứ Nhưng bà chủ phải tính sát giá cho em nó Có đồng lời đó nghe Tao biết rồi mày ơi Mua gì lỡ đây coi hàng đi con gái Tự nhiên Mai cảm thấy lạnh lạnh sông lưng Cô cũng nghe nói nhiều về vụ cò mồi ở chợ búa Biết đâu mình lại là nạn nhân của mấy người này Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn mạnh dạn tiến tới gần bà ta Cô gái đứng kế bên liền hỏi thăm Cô em ở đâu? Dạ bánh tre chị à Mày có bạn bánh tre hả ngạc? Sao không? Bạn tứ xứ luôn mà Anh nó là tài xế xe tải đó chị hai Hôm nay em muốn mua gì? mua một số rau các loại, 10 kg đậu bắp, 10 trái bí bánh xe, 10 kg cải thìa, 10 kg khổ qua, 10 kg củ cải đỏ, 10 kg củ cải trắng, 10 kg su hào, 10 kg cà chua, 10 kg hành củ, 10 kg bí đau chanh, tổng cộng 100 kg. Vì em đi chuyến đầu bằng xe đò, không chở nhiều được, chị đưa hàng tốt cho em ngang chị. Bảo đảm, hàng ở đây tốt 100%, Em yên tâm nhìn thằng Ngạc đóng hàng rồi biết Chị cho em hỏi giá mỗi mặt hàng Cô gái nhìn bà chủ gật đầu Bà húy hoáy Viết trên hóa đơn Rồi xé cái rộp đưa cho cô gái Tờ hóa đơn chưa tới tay mai Thì đã nằm gọn trong tay Ngạc rồi Đọc xong hóa đơn Ngạc có vẻ hài lòng đưa cho Mai Nãy giờ mà quên hỏi Em gái tên gì Mai Mai nhìn qua quá đơn Cô ngạc nhiên và mừng rỡ vì giá rẻ bất ngờ vẫn chưa yên tâm khi gạt cho đồ vào túi xốp cô nói cần đủ không anh trời đất chợ này mà cân thiếu cho khách hàng nó đánh phụ mỏ bộ em tưởng ai cũng ngơ ngác con này vàng như em sao coi nè cái túi xốp nặng bao nhiêu mà anh đã trừ bị cho em nửa ký rồi đó thấy chưa mai cười chúm chím khi nghe tiếng hứ của anh ta xong xuôi cô tính tiền rồi ngạc đưa hàng ra khỏi chợ trong lúc chờ xe Bình Dương về ngang, Ngạc nói với cô. Lần sau, tới nhớ cái chỗ anh ngang. Nhớ chỗ không? Rồi, anh làm như người ta cù lần lắm vậy. Chừng nào lên nữa? Bán hết cái đã. Chờ lớn hay nhỏ mà bán cả trăm ký lận. Bỏ mối cho người ta nữa. Mai mốt muốn mua nhiều thì thuê xe tải nhỏ đi. Chứ rau mà chờ xe kiểu này khô héo mất ký lỗ chết. Thì để dài chuyến coi sao đã. Mà nói nghe nè, nhớ lời anh dặn, bà chủ khó dặn trời mây, nhưng được cái đó một là một. Bà cho giá rồi, khỏi trả treo chi, chỉ làm bả quảo thôi. Người đứng phụ là con gái bà có chồng rồi, bán xong về nhà cổ không liên quan gì. Bà trả tiền tháng cho cổ, như trả cho anh vậy thôi. À, mà nhớ quầy đó tên gì không? Nhớ chứ, trước tiên là nhìn tên quầy trước, quầy thủy tiên chứ gì? Phải, thủy là bà chủ, Tuyên là con gái út của bà đó Cô kia thứ hai tên Linh Mai nhìn ngạc Bỗng thấy cảm động cô dịu dàng nói Cảm ơn anh Nếu hôm nay không có anh Em cũng rất giả chọn hàng Cảm ơn gì Bổn phận của anh mà Anh đặc biệt cảm tình với người quê mùa Dù sinh ra và lớn lên ở thị thành Cũng chẳng hiểu sao nữa Thôi em ở lại chờ xe nghe Anh phải vô trong đó đây Làng chàng hoài Bà chủ đuổi việc thất nghiệp chết cha à Ngạc đưa tay giải giải tạm biệt Mai Rồi dần dần khuất trong dòng người Một chút bần thần trong lòng cô gái mới lớn Mai nhanh chóng giải quyết xong 100kg rau củ trong ngày Vậy là hôm nay cô lại đi tiếp Lần này có nhiều bạn hàng dặn thêm món này món kia Châu và Chung ngạc nhiên về khả năng của con gái Chị em Mai đều nghỉ học khi hết lớp 9 Làng thế chỗ của Mai ra đầu đường đón đồ hàng bông Đem ra rồi phụ mẹ bán khi mai đem hàng về, Lan cùng với chị đem giao cho các sạp trong chợ. Khuya, cùng chị ra chợ đem giao cho mối mang từ xã khác về. Lan chịu trách nhiệm, ràng thịt lên Honda cho khách hàng. Chị em mai lanh lợi, miệng mồm nhanh nhẩu, nên Châu và chung không sợ chúng bị ai hiếp đáp. Chuyện nhà cửa cơm nước, giặt vũ, giao lại cho Cúc. Châu cứ việc ung dung, chăm sóc dòng án của mình. Mai bắt đầu cho ba mẹ và các em hưởng thụ, cùng mua trái cây giạc đem về ăn, mua lần cả thùng 10 kg, kêu mẹ chia chát cho con của Khanh và Châu, chung tuyệt đối không dặn thoa đem cho mẹ chồng. Nhưng Châu thì khác, anh lựa những trái ngon nhất đem lên cho mẹ, còn nói là của Mai biếu bà nội. Rồi Mai mua những trái cây cao cấp hơn cho ba mẹ và hai em, sầu riêng, măng cụt, giải thiệu và nhờ vậy cô quen được với Đậm Lớn hơn cô dài tuổi Đậm chuyên mua trái cây về bỏ mối các nơi như cô Đậm đi lấy hàng bằng xe tải nhỏ 550kg Từ khi quen biết Mai Chị rủ cô cùng thuê xe tải một tấn chia hai chi phí mà vui mừng còn không kịp Vậy là khi xe về tới đâu Thì bạn hàng của cô và Đậm đón lấy tới đó Bớt những khoản giao hàng xa Gia đình Mai bắt đầu sung túc cô cũng bắt đầu mua sắm đồ đạc trong nhà cả xóm ai cũng ngưỡng mộ chung có hai đứa con gái quá giỏi bà Tâm dĩ hay lần la tới nhà chị chung để mua dây chai dù biết rằng chung không bán cho bà ta bao giờ bà hãy ghé để ăn ké trái cây có khi còn trơ mặt xin đem về những thứ rẻ tiền như chôm chôm rồi bỗng một hôm vợ Tâm dĩ cậy bác chính tới hỏi cưới mai cho an con trai của bà bác chính từ chối làm người mai mối bà đến năn nỉ bà điệp tuyết không cho mẹ tham gia vụ này buộc lòng bà tam dĩ phải chờ cha má ruột của mình đánh tiếng cả châu và chung ai cũng không ưa bà tam dĩ ngặt nội ông tam dĩ cũng là người hiền lành vợ chồng châu nể mặt ông bà ngoại của an nên nói chờ hỏi ý của mai mai cũng đã 22 tuổi rồi nhỏ hơn an 3 tuổi mà vốn dĩ chưa hề nghĩ đến chuyện tình yêu càng chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình huống hồ chi là làm vợ an vì cô vốn ghét mẹ an từ lâu suy cho cùng cả xóm này không ai ưa cái tật nhiều chuyện hay đơm đặc của bà ta mai nói với mẹ trời đất ơi bà nội đó cái miệng như đồ cứt khô vô keo tú quắc chuyện có nói không chuyện không nói có con mà làm dâu bả đó hả chắc ba bữa giả tét mép bả rồi cuốn gói vậy còn cha nội an con trai gì mà tối ngày thụt đầu Ru rú trong nhà Ai mướn mần gì mận nấy Chẳng có chút bản lãnh Ba mẹ trả lời với họ Dẹp suy nghĩ đó đi ngang Bà nội đã thấy con mận có tiền Tính nhào vô hốt Chứ anh An cũng không có ý gì với con đâu Chung cười Triều mến nhìn con gái vàng cái bạc của mình Chuyện đó thì ai cũng biết mà Châu trì môi mắng yêu con gái Mới bày lớn mà khó lòng quá à. Thằng Cao con ba sĩ thì nó chê tối ngày đi như heo hạch thằng an thì chê thụp đầu ru rú trong nhà mai cười hì hì nếu con có chồng á thì cũng lấy người cỡ như anh ngạc vậy mới được châu giật mình hỏi tới ngạc nào nữa có bộ rồi hả chương 17 bí mật của khả mai cười chấm chím lan lệ miệng nhìn ba mẹ ý nhị anh ngạc trên chợ đầu mối á ba mẹ mà dội dã la lên nhưng con không có bồ bịch với ảnh à nghe chỉ là mang ơn ảnh buổi đầu giúp con mua hàng chỉ dẫn con biết chỗ nào bán cái gì và nói giá cả cho con nghe để không bị lầm ảnh còn chỉ cho con nên né quầy nào có người hung dữ và buôn bán không thật thà nữa vậy rồi con tin người ta hả xã hội bây giờ lừa lọc không ít đâu nghe con là con gái nhà quê không lường được cạm bẫy đâu Cạm bẫy gì ba ơi con quen biết ảnh cả năm nay rồi có nói chuyện riêng hay cùng uống chung bằng nước hồi nào đâu. Mà con cũng có mắt nhịn chứ bộ. Ảnh tuy là người làm công ăn lương, nhưng tư cách cũng đàng hoàng. Bà tin con, nhưng con gái thì cũng phải giữ mình. Bà yên tâm đi. À, ba ơi, chị Đậm sắp làm đám cưới rồi. Chị sẽ theo chồng đi xa. Vậy là xe chỉ còn có con thôi. Con muốn Lan đi cùng, mua trái cây về bỏ mối. Hai chị em con thôn tính trái cây và rau củ cả quyện này luôn. Khi nào cất được cho ba mẹ một cái nhà đàng hoàng Thì con mới tính tới chuyện của riêng mình Nghe con gái nói Châu cảm động Còn chung rưng rưng nước mắt Con tính sao á Ba mẹ cũng chịu Mai thừa thắng xong lên Mọi việc đều suôn sẻ như mong muốn của cô Khả đã rời nhà đi được 6 năm 6 năm cô làm gì Và dạ ở đâu không ai biết Chỉ nghe Khanh nói cô bán cho một shop thời trang Và lương bổng hậu hĩnh cứ vài tháng khả về thăm ba cô và hai em một lần, tiền bạc chu cấp cho Khanh xài thoải mái. Khả nói với ba, con có thể cất cho ba căn nhà, nhưng con không muốn ba và em con ở lại đây nữa. Trước sau gì, con cũng sẽ mua được một căn nhà ở thành phố, đón gia đình mình lên. Tráng bây giờ đã lớp 10 rồi, ba ráng chờ hai năm nữa, nó vô đại học, con sẽ đưa cả nhà mình về trển sống. Nếu nó không vô đại học được, thì kiếm trường dạy nghề nào đó, mà học để có tương lai con lo cho ba được mà ba còn bà nội ở đây nữa con thì thỉnh thoảng ba về thăm nội nội còn khỏe mà con cũng nên ghé thăm nội một chút chứ con ghé rồi ba nhưng nội đóng cửa không cho con gặp ừ nội lúc này lập dị lắm ba cũng không biết phải khuyên can làm sao mà con về sao không đi đâu hết vậy đi đâu giờ ba tranh thủ xin phép nghỉ được có hai ngày đi xe dồn tới dồn lui hết một ngày rồi chỉ còn một ngày để chơi với hai em và nói chuyện với ba thôi đi đâu mất thời gian cũng không ích lợi gì hết thời gian của con ở thành phố là khích rêm mỗi phút đều kiếm ra tiền đó ba con cũng không có la cà quán xá hay vui chơi với bạn bè đó ba rồi con cũng nên tìm cho mình một tâm trọng chứ lớn tuổi rồi đó nghen con nói là con không có thời gian để hẹn hò mà ba cũng không thiếu gì người theo đuổi nhưng mục đích của con là kiếm tiền con không lãng phí thời gian vào bất cứ chuyện gì nếu không có tiền khi con có nhà cửa thành phố rồi con mới nghĩ đến bản thân mình khanh cảm động muốn rơi nước mắt con gái anh đứa con gái vô cùng xinh đẹp đã vì gia đình này mà nghỉ học nửa chừng đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình để tìm sự no ấm cho ba và hai em anh bổn phận làm cha lại không lo cho con mình được đủ ăn đủ mặc phải ngửa tay nhận tiền của con gái. Anh tin con anh sẽ không đi sai đường. Mai có đường đi của Mai. Khả có hướng đi của Khả. Mục tiêu cuối cùng của bọn trẻ là muốn dung đắp cho gia đình đầy đủ, dương tới cuộc sống đủ đầy, không thiếu trước khục sau như cha mẹ chúng đã từng. Vậy thì, anh nên tự hào về con mình. Đừng lo sợ gì nữa. Khả đã 24 tuổi rồi. Lăn lóc ngoài đời đã 6-7 năm có hư thì cũng đã hư nhưng anh tin con tin ngày nào đó mình sẽ được nắm tay con gái yêu quý giao cho người con trai thật lòng thật dạ yêu thương nó và chúc phúc cho con được viên mãn trong cuộc hôn nhân có hai bên họ hàng tham dự hình ảnh người vợ năm xưa đã hoàn toàn xóa nhọa khỏi trái tim và tâm trí của khanh rồi thật ra khả đã làm gì bao nhiêu năm nay ở nơi đô thị phồn hoa nếu như không tình cờ gặp lại Liêm ngay chỗ làm của mình, chắc Khả cũng không bao giờ tự dấn về những bước đi mà cô không hề cho là lầm lạc. Cách đây hơn một năm, đang từ ngoài tiếng vào chỗ làm của mình, Khả bỗng nghe tiếng kêu thẳng thốt quen thuộc. Khả, Khả, cô quay lại, rung lẫy bảy đôi chân, thất thần khi trông thấy ánh mắt đầy kinh ngạc của Liêm nhìn mình, trân trối. Nhiều năm rồi, sau khi rời khỏi làng quê hẻo lánh, Khả chưa gặp lại Liêm một lần tình yêu thời mới lớn cũng theo thời gian mà mờ nhạt vì cô có những chuyện quan trọng hơn phải làm. Nay anh bất ngờ hiện diện trước mặt cô trong hoàn cảnh trái ngang này. Khả chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ, nhưng cô đã làm cái gì sai? Phải, Khả chưa làm gì cả, chưa thật sự xa lầy, chưa một lần trao tấm thân ngàn vàng cho gã đàn ông nào ngoài khóe mắt, nụ cười và những ly bia trong những đêm dài thác loạn. Cô có gì phải xấu hổ với anh cơ chứ Tất cả vì đồng tiền thôi mà Khả tính làm ngơ không quen biết Liêm Nhưng đã muộn Liêm sau khi nhận ra khả Bận thần một giây rồi đứng bật dậy Dũng cảm tiến đến gần nắm tay cô Để nói chuyện với anh một lát Khả trì tay lại Nhưng bị Liêm lôi tuột đến bên bàn Ấn cô ngồi xuống đối diện Liêm nhìn sâu vào mắt khả Cô cúi mặt né tránh Liêm đưa tay nâng mặt cô lên Nhìn anh à, em làm gì ở đây? trời ơi, khả muốn khóc quá. tình cảm đầu đời chôn kính sâu tận đáy lòng, bỗng phút chốc trồi lên, làm cô muốn nghẹt thở. cô phải giải thích với anh sau đây khi mà kiểu cách của cô bước vào quán rất tự tin và quen thuộc, không thể nói với anh là cô đến để tìm người quen hay tình cờ ghé uống một ly cà phê được. nhưng anh là gì của cô cơ chứ? bất quá cũng chỉ là một người hàng xóm, vô tình gặp nhau ở nơi phồn hoa đô hội ai cũng có cuộc sống riêng của mình không ai có quyền can thiệp khả ngẩng mặt lên vô cùng bình tĩnh trả lời anh nghĩ em làm gì ở đây anh muốn tự em nói ra em biết đây là chỗ nào không là chỗ nào là quán bia ôm em cố tình chọc giận anh đó à vậy anh đến quán bia ôm để làm gì anh đi với đối tác làm ăn của công ty nhưng đừng hỏi quanh co anh là con trai khác em nội việc một mình em đến quán bia ôm coi cũng không được Đừng nói với anh là em làm việc ở đây Làm việc ở đây rồi sao hả Một bàn tay trắng như thép Kéo phăng tay liêm Đang nắm lấy khả xô tạc ra ngoài Trước mặt hai người Là một gã đàn ông to con Hùng hổ Mặc áo tay cục Lộ rõ hình xăm một đứa con gái trần truồng Từ bắp vai xuống tới cườm tay Hất mặt nhìn liêm Mày là thằng nào Dám ngên ngang vô đây vậy Liêm chưa kịp phản ứng thì khả dội dàng kéo tay Liêm về phía mình. Đây là anh ruột của tôi. Gã hứa một tiếng rõ to rồi hầm hầm nét mặt. Đâu mọc ra thằng anh ruột nữa vậy? Là anh ruột tôi. Tôi có bổn phận phải khai báo với mấy người sao? À con này, từ hồi mày được thằng đại gia để ý đến nay, coi bộ lên mặt dữ nghe. Nhưng tao báo cho mày biết, muốn tới được với ông ta cũng phải qua ải của tao. Khả hết hồn khi nghe gã nói, cô quay sang Liêm anh đừng nghe thằng chả nói bậy bạ em chưa làm gì tác tệ đâu phải tao công nhận mày chưa bán thân nhưng chỉ là sớm muộn thôi con tới bây giờ đó liêm dùng tay ra khỏi khả tiến tới trước mặt gã xăm mình hôm nay tao tới để đưa em tao đi bước ra khỏi chỗ này được mới tính liêm quyết liệt nắm tay khả kéo đi khả trị lại khoác khỏi tay anh cô nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn anh đi đi anh chuyện của em không phải như anh thấy anh nghĩ đâu anh ra ngoài chờ em chút giải quyết xong chuyện ở đây em sẽ ra gặp anh không được em lạy anh anh liêm đừng gây phiền phức cho em mà tại sao vậy khả tại sao em lại ra như vậy chứ đi đi ra ngoài đi anh không được anh còn có khách trong phòng vip bây giờ anh vào trong đó chờ em một lát nhớ tới tiệm anh không là anh quậy đục luôn cái quán bar này đó anh nói được làm được em biết tính anh mà Dạ dạ anh vào đi Em sẽ giải thích với anh sau Liêm buông tay khả ra lựa mắt nhìn cả đàn ông đang khoanh tay nhún dài trị môi như khiêu khích anh Từ từ đi lên lầu Để vào phòng tiếp khách Liêm còn kịp nghe tiếng khả oan oan Chửi mắng gã kia Mày giỏi lắm tiều thẹo Mày muốn làm trời trước mặt tao hả Hôm nay tao không kẹt ông anh tao Là mày chết mẹ mày với tao rồi Thấy tao nhịn làm tới hả mày Muốn làm việc kiếm cơm Hay chạy về làm giang hồ ghẻ đây Mày đừng có làm giọng mẹ. Thằng đại gia đó chơi chán mày rồi. Cũng bỏ thôi. Ý có cái nhan sắc muốn làm trùm hả? Phải đó. Rồi mày làm gì được tao? Trước khi tao bị ông ta bỏ thì tao cũng trên cơ mày. Mày mà láng chán với tao là chết mẹ ngay con. Đờ mờ. Hồi mới tới ngoan hiền thấy thương. Được chủ ưu ái là lên mặt. Tao mà đi sợ cái thứ như mày hả? Ngon thì đụng tao cái coi rồi biết. Cho mày hay. Mày cà chớn với ai? Chứ với tao coi chừng có ngày không thấy mặt trời luôn đó Có câu này của mày Là cũng đủ cho mày chết rồi thằng khốn Biến đi liền Chọc một hồi tao nổi điên Là mày hết đường binh luôn đó Liêm lạnh mình Khả của xăm miễu bà đó sao Khả ngây thơ xinh đẹp trong lòng anh bây giờ chua qua Đanh đá Và phong trần như vậy hay sao Suốt buổi tiếp đối tác làm ăn của công ty Liêm chỉ nghĩ đến khả Công nhận cô càng lớn càng đẹp Sắc đẹp này đã có chảy chuốt điểm trang Chứ không mọc mạc như hồi dưới quê Cũng phải nghề nghiệp mà Tại sao Khả lại chọn con đường này chứ Hẹn chi khi về quê Cô tránh gặp mặt mọi người Chỉ lẫn quẩn với ba và hai em Khả không có đường để chọn sao Tiếc cho một nhan sắc Hoa như nguyệt thẹn Lại bị ông bướm dập dùi Liêm ngoát một tiếp viên lại Hỏi về Khả nhưng cô ta nói trong đây không có ai tên khả cả Liêm cười chế nhạo mình Ai lại dùng tên thật để hành nghề này chứ Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng tra ra được Khả có tên là Thái Hằng Thái Hằng được bà chủ ưu ái Nên không tiếp khách Và không ai dám động tay động chân với cô Gần đây cô quen biết với một đại gia Có tuổi rất ái mộ Khả Có ý định cưới cô về làm vợ cho con trai Ông ta nói Nếu Khả còn trinh trắng sẽ cho hẳn cô đứng tên căn nhà ở thành phố này và sẽ được tương tiêu như trứng mỏng. Còn nếu cô đã từng bị chùi hoa dập liễu thì phải khai thật, bằng không khi phát hiện ra cô sẽ bị đối xử tàn tệ, thua một con chó. Liêm rụng mình, sự đời thật không thể lường trước được. Qua bao năm gặp lại, trước mặt anh không còn là cô gái ngây thơ của năm nào nữa rồi. Rồi bỗng nhiên như chợt nhớ ra, Liêm giật nảy mình nếu đúng như lời cô tiếp viên nọ Là bà chủ của quán ba Đặc biệt ưu ái Khả Không cho cô tiếp khách Chẳng lẽ bà ta là mẹ của Khả sao Dám lắm chứ Người như mẹ Khả Có khả năng làm tu bà Chứ chẳng phải chuyện đùa Liêm thấy bức bối trong lòng Anh giả vờ đi toilet Rồi đi thẳng xuống lầu Dễ dàng hỏi thăm và nhìn thấy bà chủ Liêm thở phào Không phải bà này trạc 60 tuổi Nhưng trang điểm vẫn son lệ loẹt trong chừng mới hơn 50 Mà người dân nước lã Sao lại ưu ái cho cô chứ Hay là bên trong có ẩn khúc gì Tàn cuộc vui Khách và đồng nghiệp ra về Cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi Liêm vẫn nán lại đi gặp Khả Anh nhất định phải hỏi cô cho ra lẽ Tại sao lại dướng vào con đường này Ai đã dẫn dắt cô đi Nhưng nhìn giáp các nơi mà không thấy cô Anh lại không có quyền đi lung tung Trong quán của người ta Mà quán thì quá lớn có cả hai tầng lầu, giảm mấy chục phòng karaoke, máy lạnh, biết khả ở đâu mà tìm.